xin chào tất cả các cô chú anh chị và khán giả mọi người trên kênh của Nhi DT Vlog nhé. Thì sau khi Nhi nghe trên không gian mạng trong ngày hôm qua ngày hôm nay thì nghe cái kênh của em Băng Đô, em mới lên em chia sẻ, em dẫn dắt với khán giả. Thì cái mục đích của em Băng Đô đây thì cá nhân của Nhi nhìn nhận thì em này em đang muốn tẩy trắng và em đang muốn thanh minh để cho khán giả, để cho mọi người thấy là em vô can trong cái câu chuyện này, và em mới muốn đẩy Lạc Phong vào cái câu chuyện của Điền Võ. Thì nói thật sự với cô chú anh chị và khán giả mọi người, cái câu chuyện này thì Nhi cũng theo dõi từ đầu đến cuối, thì Nhi cũng có cái bằng chứng. Thì cái clip này chắc chắn em Băng Đô em cũng đã xóa rồi, và rõ ràng đúng không, cái câu chuyện Điền Võ và ngay như cả những cái lời nói của em Băng Đô, thế em mới cũng lên em mới chia sẻ với khán giả, chia sẻ với mọi người, thậm chí em còn gọi cho là like luôn để chứng minh cho khán giả, cho mọi người trong cái sự việc này chính em Băng Đô là cái người nhá đẩy Điền Võ đi xa, và chính em Băng Đô nhá là những cái người tiếp tay cùng với Điền Võ, chứ không phải là không. Trong cái câu chuyện, trong cái quán ăn đấy nào, có những cái lời nói, có những cái clip Điền Võ nói rõ nào đi đến đây để giải quyết cái chuyện này là cho Băng Đô, chứ không phải giải quyết cái việc này cho ai cả. Mà trong cái sự việc của Điền Võ thì rõ ràng Lạc Phong là người đang ở ngoài Hà Nội, chứ Lạc Phong không liên quan đến cái câu chuyện này cả. Đó là Băng Đô nha, và Thảo Tiên và Điền Võ đến cái quán ăn đây, đúng không? Và rõ ràng có cái clip đấy, nhưng mà Băng Đô đã xóa đi rồi. Nhưng mà đối với Nhi, Nhi nói thì Nhi phải có bằng chứng, Nhi nói thì Nhi phải có cái cơ sở, chứ không bao giờ Nhi ăn gian nói ngược, đúng không? Thì bây giờ thì Nhi sẽ cho cô chú anh chị và khán giả mọi người cùng với Nhi sẽ nghe cái clip này, thì mọi người sẽ thấy được nào, xem em Băng Đô em ấy còn gắp lửa em bỏ tay người nữa không, em ấy còn vu khống và em ấy còn xuyên tạc, còn bịa đặt cái câu chuyện này cho Lạc Phong nữa không. Cá nhân của Nhi, cái gì đúng Nhi bảo vệ, cái gì sai thì Nhi phải lên tiếng. Chứ Nhi không bày đàn, Nhi không bè lũ với bất kể với ai cả. Đúng ra đúng, sai ra sai, đúng thế nào? Thì mời cô chú anh chị và khán giả mọi người cùng nghe. Nhi không bao giờ Nhi xóa, đúng không? Cái clip này là cái clip chất lượng nhất, từ chính những cái lời nói của Điền Võ ra và cả những cái lời nói của Băng Đô ra, đúng không? Chứ không phải là Nhi tự nhiên Nhi thêu dệt lên. Nào khán giả mọi người cùng nghe. Phải giọng của Băng Đô không? Đấy. Em biết rồi. Em hiểu mà. Anh chào mọi người đi. Chào mọi người nha. Mình không thể thử theo. Mình lại chỉ trên kênh của em Băng Đô, mà em Băng Đô chỉ là nạn nhân của cái vụ này. Chính là nạn nhân. Đấy. Thấy chưa? Em Băng Đô chính là cái gì? Đúng không? Nạn nhân trong cái vụ này. Đúng không? Đấy chưa? Điền Võ đứng lên và lấy lại cái danh dự cho Băng Đô, đúng không? Thế Băng Đô bây giờ lại đổ cho Lạc Phong, đúng chứ nào? Lúc này là Băng Đô đang tin tưởng Điền Võ, đúng chưa? Hôm qua cái đường này Băng Đô cũng có nói rõ là Điền Võ có hứa sẽ mua xe và mua nhà cho Băng Đô, đúng không? Và Băng Đô cũng tham, đúng không? Cũng bám vào Điền Võ để chuộc lợi, đúng không? Không ngờ cái sự việc này nó vỡ lẽ ra như thế, đúng chưa hả Băng Đô? Hả? À, nghe tiếp. Băng Đô, nếu như trong cái sự việc này nó như thế này thì tại sao Điền Võ đi giúp em trong cái câu chuyện này, đúng không?
Hả? Thế tại sao em còn đi cùng, Thảo Tiên còn đi cùng? Em là cái người trực tiếp quay cái clip này, đưa lên phát lên trên không gian mạng, đúng không? Thì có phải là trong cái câu chuyện này em là cái người liên đới đến không? Chứ tại sao em bây giờ em lại đổi khuấy cho Lạc Phong? Ừ? Câu chuyện gì nó ra cái câu chuyện đấy? Ai đúng, ai sai? Thì khán giả mọi người là những cái người khán giả theo dõi cái câu chuyện, người ta biết từ đầu đến cuối. Chứ bây giờ em lên đây đúng không? Em im hơi, em lẩn đi một thời gian. Thế đến cái thời điểm bây giờ em lại xuất đầu lộ diện lên, em lại đổi khuấy cái câu chuyện này cho Lạc Phong. Ừ? Em xóa hết tất cả những cái clip của em đi rồi đúng không? Xong bắt đầu em đổi khuấy cho Lạc Phong. Nhưng mà em không thể xóa được cái clip này, bởi vì anh còn lưu lại còn. Còn tất cả những cái dữ liệu, những cái clip em có tham gia trong cái câu chuyện này nhá. Và trong cái câu chuyện này, Điền Võ đi giải quyết là giải quyết cho cái câu chuyện cho em, đúng không? Thì mới xảy ra cái câu chuyện đấy nhá. Bắt nguồn là do ai? Bắt nguồn là do em, chứ không phải là do ai cả. Chính Điền Võ lên đây nói đây, và em là cái người quay clip đây. Anh sẽ mở lại cho em nghe nhé. Chứ em không em lại cãi, đúng không? Em lại mồm 5 miệng 10 ra. Ừ. Đây em nghe nhé. Đó. Em biết rồi. Em hiểu mà. Hmm. Anh chào mọi người đi. Đấy chưa? Có đúng không? Trong cái câu chuyện này em băng đâu là nạn nhân? Đúng chưa nào? Và em băng đâu là cái người cầm máy quay? Đúng chưa? Thế trong cái câu chuyện này có phải cái clip này sau khi ở cái quán này ra thì đến tối xảy ra cái sự việc này không? Hả? Hả em băng đô? Thế bây giờ em lại còn lên đây em gắp nửa, em bỏ tay người, em cố tình em dẫn dắt, em cố tình em ma mị khán giả, em ma mị ai hả em? Ừ? Em còn thao túng tâm lý với ai nữa? Em còn lươn khươn, em còn văn vở cái gì nữa? Ừ? Có phải bây giờ những cái câu chuyện trên không gian mạng, em xóa tất cả những cái clip trên kênh của em đi với cái mục đích là gì? Có phải với cái mục đích là em muốn đẩy hết những cái câu chuyện này em đổi khuấy cho Lạc Phong không? Ừ? Em bám vào Điền Võ, em bám vào Lạc Phong, đúng không? Để em câu view, câu like. Thậm chí trong cái clip ngày hôm qua em lên em cũng chia sẻ với khán giả và mọi người, em bám chứ không? Là Điền Võ hứa với em là sẽ mua nhà và mua xe cho em, đúng không? Đây là em giàu trí tưởng bở, đúng không? Em cũng muốn bám vào để em chuộc lợi cho cá nhân, em đục em khoét, đúng chưa nào? Đây là không được thì bắt đầu quay sang bây giờ em vạch mặt Điền Võ và Lạc Phong ra. Có phải là em hai hàng không? Hả? Em tốt đẹp cái gì? Em lươn lẹo, em băn vở cái câu chuyện này, nhưng mà làm sao mà em có thể em xóa được hết cái clip đi được? Ừ? Còn nhiều kênh khác người ta giữ lại, em làm sao mà em có thể em chối được? Em làm sao em có thể đẩy cho Lạc Phong được? Hả? Còn cá nhân của Nhi, Nhi không bênh bất kể một kênh nào cả. Cái việc gì đúng thì Nhi bênh, cái việc gì sai nhá thì Nhi không bao giờ Nhi bênh. Nhi phải lên tiếng. Còn trên cái câu chuyện này em cố tình em gài gắm, em cố tình em đẩy cái câu chuyện này cho Lạc Phong. Nhưng mà thực chất trong cái câu chuyện này em là cái người trong cuộc nhá. Em là cái người đi theo Điền Võ đến cái quán đấy, em là cái người cầm máy quay, em quay, đúng chưa? Và chính thức Điền Võ cũng lên tiếng nói trong cái clip này là đi để giải quyết cái câu chuyện cho em, đúng không? Thế đi là vì ai? Anh Điền đi là vì ai? Vì em chứ vì ai nữa? Thì vì em là phải là cái câu chuyện nó liên đới đến em chứ. Thế tại sao em lại bảo là liên đới đến Lạc Phong? Trong khi đó Lạc Phong đang ở Hà Nội, đúng không? Ừ. Thế em cãi cái gì nữa? Mà trong cái clip ngày hôm qua em lên em xuyên tạc, em bịa đặt, em không còn cái gì nữa, đúng không? Em lên em bịa đặt cái câu chuyện, em bảo là Lạc Phong không có giấy đăng ký kết hôn, con không có giấy khai sinh,
Sao em lại vạch cái câu chuyện ra là Điền Võ có hứa với em là sẽ mua nhà và mua xe cho em, đúng không? Thì có phải là em cũng là cái gì hả? Em cũng phải là giàu trí tưởng bở, đúng không? Em cũng bám vào cái câu chuyện này, bám vào cái câu chuyện hả? Em đi theo Điền Võ và Lạc Phong là em cũng có cái ý định em chuộc lợi, đúng không? Em lại tưởng là dễ ăn đấy, đúng không? Không làm mà muốn có ăn, hiểu chưa? Chỉ có ăn cái cờ cờ, hiểu chưa hả em? Thế bây giờ em có lên em xuyên tạc, em bịa đặt cái gì nữa? Em có xóa bao nhiêu đi cái clip, nhưng mà em không bao giờ em thể xóa được hết trên không gian mạng được. Mọi người, người ta đều lưu lại hết những cái clip đấy để chứng minh, để cho mọi người thấy trong cái câu chuyện này nhá, là có em liên đới. Và cái câu chuyện này cũng vì em thì Điền Võ mới đến đấy, đúng không? Thế bây giờ em còn cãi cái gì nữa? Em bên em thao túng tâm lý, em bên em cố tình em xóa những clip trên kênh của em đi để làm gì? Để làm gì? Có phải là em đang muốn cố tình em bè lũ với nhau không? Em bày đàn với nhau, đúng không? Thế trước đây sao em không bày đàn đi? Trước đây sao em không lên tiếng đi? Thế bây giờ em lại lên tiếng làm cái gì? Em sống ẩn giật, em xóa hết clip đi, đúng không? Xong bây giờ em bắt đầu em ngoi ra. Tại sao và lý do gì, đúng không? Đi với nhau, chán chê với nhau xong, chán, đúng không? Xong về, bây giờ lại bắt đầu là hứa hẹn không được, đúng chưa? Quay lại, lại cắn nhau thế. Thế tất cả những cái trò gì, tất cả những cái gì, cái clip người ta nói lên, người ta chứng minh đấy. Nào, em còn cãi cái gì nữa không? Em còn thanh minh giải trình cái gì nữa? Nếu như cái clip này đưa ra, thì em cũng là cái người có liên đới đấy, chứ không phải là không. Và rõ ràng Điền Võ cũng nói rõ nhá, đến để giải quyết cái câu chuyện này cho em. Thì anh cũng nhắc lại để cho em nhớ nhá. Còn anh còn rất nhiều cái clip của em, những cái sự xuyên tạc bịa đặt của em, hiểu chưa? Anh vẫn còn, chứ không phải là không. Anh chưa mở hết cái clip đấy nhá, để xem những cái lời nói của em như thế nào nhá. Em hiểu chưa? Còn em đừng có lên đây, em đừng có ma mị, em đừng có dẫn dắt khán giả. Khán giả bây giờ người ta nghe là nghe về cái sự thật, chứ không ai nghe về cái câu chuyện giả dối như của em. Còn anh cứ nói thật mình, em như này này, trên cái câu chuyện, trên cái phương diện phản biện thì mình đưa ra, mình phản biện mình phải có cái dẫn chứng, mình phản biện thì mình phải có cái cơ sở nhá, có cái bằng chứng thì mình phản biện được. Đấy, Lạc Phong lên tab cộng đồng đấy cũng có nói rõ quan điểm với em đấy. Nào, góp tiền đi 500 triệu. Nào, Lạc Phong sẽ đến tận nhà em, hoặc là em đến nhà Lạc Phong, Lạc Phong sẽ cho em xem cái giấy kết hôn, cho em xem cái giấy khai sinh của con Lạc Phong. Em có dám nhận không? Nhưng mà tại sao em lên trên không gian mạng, em ngồi em bịa đặt, em xuyên tạc, em vu khống như thế được? Nào, em chứng minh cho khán giả, cho mọi người đi, là những cái lời nói của em là sự thật, là em phải có bằng chứng. Chứ không phải em cứ lên đây em thao thao bất tuyệt, em lên em dẫn dắt, em lừa dối khán giả được nhá. Nếu như em có bản đấy, em tâm nhận cái kèo mới Lạc Phong đi. Bán đất, bán nhà đi. Nào, để nhận cái quả kèo mới Lạc Phong. Nếu như Lạc Phong có giấy khai sinh, có giấy đăng ký kết hôn, thì em sẽ nghĩ sao? Em lên đây không phải là bây giờ em định tẩy trắng, đúng không? Em định đổi hết cái câu chuyện cho Lạc Phong, đúng không? Nhi không phải là bênh Lạc Phong, nhưng mà cái câu chuyện này là anh cũng biết từ lâu rồi. Em bám vào cái câu chuyện của Điền Võ, em bám vào cái câu chuyện của Lạc Phong để em câu view, câu like, để em bán hàng nhá. Và để em cũng lợi dụng vào cái câu chuyện là lúc đấy là Điền Võ đang nổi, Lạc Phong đang nổi, chứ không phải là không. Là em cũng muốn chuộc lợi và em cũng muốn lợi dụng vào, đúng không? Thì trong cái sự lợi dụng này thì Điền Võ cũng hứa hẹn với em là mua nhà và mua xe cho em, nên là em giàu trí tưởng bở, đúng chưa? Em nghĩ là không làm mà muốn có ăn, đúng không? Không làm mà muốn có ăn, Nhi đã bảo rồi, chỉ có ăn cái cờ cờ, đúng không nào? Nên là đừng có giàu trí tưởng bở, làm đấy mà ăn, không làm mà muốn có ăn ấy, hiểu chưa? Chỉ có ăn cái đờ bờ, hiểu chưa hả em? Còn nhân tiện đây thì Nhi cũng chia sẻ với cô chú anh chị và khán giả mọi người luôn cái câu chuyện nhá. Nếu như cá nhân Nhi, nếu như mà Nhi là một người chồng và một người phụ nữ nhá, nếu như nhá,
mà đi ngày đi đêm, đúng không? Và đi qua đêm, hoặc là đi với người lọ, đi với người kia, đi nghỉ mát, đi du lịch, hiểu chưa? Đi ngày đi đêm thì Nhi không bao giờ Nhi chấp nhận được một người phụ nữ nhá. Người phụ nữ là phải lo cho chồng, lo cho con, quán xuyến việc nhà, chứ không phải là đi hú hí và thế nọ thế kia, hiểu chưa? Con nói luôn với cô chú anh chị và khán giả mọi người như thế này nè, một người phụ nữ nếu như mà tốt, nếu như mà đẹp, nếu như mà giữ lại gọi cho là cái thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, thì cái người phụ nữ không bao giờ bỏ chồng bỏ con mà đi, hiểu chưa, đi đến gọi cho qua đêm được. Thì mọi người cũng phải đánh giá cho Nhi, mọi người cũng phải nhìn nhận cho Nhi được ra xem có tốt có đẹp hay không. Nếu như thực sự mà tốt mà đẹp ấy thì người phụ nữ không bao giờ bỏ chồng ở nhà, hiểu chưa, mà lại đi du lịch, hiểu chưa, mới người của đàn ông khác được. Cá nhân của Nhi là không thể chấp nhận được, nói thẳng với cô chú anh chị và khán giả mọi người như thế luôn. Còn một người phụ nữ nếu như mà đi du lịch, nếu như mà đi nghỉ mát thì phải có chồng có con, hiểu chưa, đi theo, chứ đây lại một thân một mình, đúng chưa? Lửa gần rơm thì lâu ngày thì sẽ bén, đúng chưa nào? Ai biết đấy là mai để ăn cỗ hả? Mỡ treo miệng mèo thì làm sao mèo nó không ăn hả? Làm sao mèo nó chê được? Cô chú anh chị và khán giả mà có công nhận với Nhi không? Còn trên cái câu chuyện, trên những cái phương diện để mà nhìn đánh giá và nhìn tổng thể vào cái câu chuyện này, thì mọi người cũng thử nghĩ cho Nhi xem, đây có phải là bám vào và giàu trí tưởng bở, tưởng là có nhà có xe, đúng không, thì mới bất chấp như thế chứ, cũng ham, cũng tham, đúng chưa, và cũng lười là nhưng muốn ăn nóng, đúng không? Á, quá đúng còn gì nữa, chứ làm sao mà cãi được, làm sao mà thanh minh được, làm sao mà giải trình được trên cái câu chuyện trong cái drama đây nhé. Về sau này thì mới nhìn ra nhiều lắm, mới biết được ra nhiều những cái bộ mặt thật, và nhiều những cái người lợi dụng vào lẫn nhau để kiếm ăn, hiểu chưa, để đục khoét, chứ làm gì tốt làm gì đẹp. Lên đây cứ thích thể hiện cơ. Còn Nhi cũng nói thẳng với cô chú anh chị mọi người như này, những người phụ nữ người ta phải lo cho chồng lo cho con, chứ không phải là những cái người phụ nữ mà lên trên không gian mạng tối ngày lên clip ngồi phản biện, ngồi chia sẻ, ngồi dẫn dắt. Nếu như thực sự những người phụ nữ đấy mà giỏi ấy, thì không bao giờ người ta trườn cái bộ mặt đạo đức giả lên không gian mạng, đi nhặt nhạnh từ cái view, từ cái like, đi bám vào những người đàn ông để lợi dụng vào, hiểu chưa, có cái tí sắc đẹp để làm gì, để lừa dối, đúng không, để thao thao, để bất tuyệt, để bán những cái mặt hàng ra. Chứ tài giỏi cái gì, nếu như người phụ nữ tài giỏi ấy, không bao giờ người ta phải lên đây người ta ăn xin đi ăn mày như thế. Qua cái câu chuyện trong cái drama này thì mọi người nhìn thấy hết đấy, những người phụ nữ là tài, những người phụ nữ là giỏi hả? Đấy, chị Phương Nga Đoàn giỏi không? Mọi người nhìn thấy chưa? Chị Thơm có giỏi không? Thì mọi người nhìn thấy hết rồi còn gì nữa. Còn những người phụ nữ người ta tài, người ta giỏi, người ta giàu, người ta có, thì người ta không bao giờ người ta đi làm những câu chuyện trên không gian mạng đấu tố như thế này cả. Người phụ nữ người ta biết nhìn nhận, người ta biết lo cho chồng, lo cho con, lo cho gia đình, đúng chưa? Thì người ta không bao giờ người ta lên đây người ta nhặt nhạnh view like. Chỉ có những cái người không có công ăn việc làm, thất nghiệp, không có nguồn thu nhập như bạn Thủy thì mới lên trên không gian mạng tối ngày trưa, đúng chưa, lên trên không gian mạng ra giả ăn ẳng, đi ăn xin đi ăn mày, làm những cái trò để lừa dối khán giả. Chứ thực chất ra yêu quý cái gì, ủng hộ cái gì, chỉ ủng hộ những cái túi tiền của khán giả của mọi người thôi, đúng chưa? Nhất là ngày hôm nay thì Nhi cũng làm clip nó ngắn đây thôi để gửi đến cô chú anh chị và khán giả mọi người. Nhi cũng đưa ra cái sự mé mé như thế thôi để xem cái em băng đô này em mới lên được bao nhiêu clip nữa nhá.